Chào anh em đang xem miền Tây Solar ha. Thì như đã hứa với anh em là chủ nhật này mình sẽ chở hàng cho anh em. Thì bây giờ mình chở mọi người. Thì hiện tại pin Futura xanh của mình ở đây nó chỉ còn một tấm thôi. Bây giờ mình phải chạy qua chỗ cái chỗ kia để mình chở thêm mà Futura xanh. Thì trong chiếc xe này em chở một số Futura xanh là tấm này nè. Rồi pin Gia anh em. Pin Gia 460W. Rồi pin AE, AE là một đống dưới đây anh em. Thì mọi người thấy là AE nó ngắn hơn hai bên kia một chút ha, hai bên kia dài 1 thước 1, còn AE thì 1 thước 9 thôi đó, nó ngắn hơn chút. Bữa nay em bán AE nhiều đó, thì cảm ơn sự ủng hộ của anh em ha. Anh em mua tủ điện nè, rồi anh em mua ba cái lumen tree đó, thì cảm ơn sự yêu thương giúp đỡ của các anh em đó. Thì các anh em mua hàng đa dạng, rất là nhiều thứ ở trên cái chiếc xe này anh em. Sạc mạnh quân nè, nhớ có hai tủ điện đầu hên cái rồi. Thì tủ điện em gấp đến nỗi mà em chưa kịp đấu dây cho tủ điện đó, chưa có đấu dây được đó. Thì pin em có mấy loại nè mọi người đó, hiện tại em đang bán cho anh em pin AE pin Đức anh em, xịn sò số 1 thị trường, pin Đức 2 triệu. Pin GA ha, đây là GA nha, dài hơn chút đó, thằng kia dài hơn nọ chút xíu ha. Đây là 460W, còn đây là 450W. Thằng này nó không dài bằng nhưng mà bề ngang của nó lớn hơn. Còn thằng này dài hơn, bề ngang hẹp hơn chút. Còn Futura xanh thì em còn có mấy tấm, anh em ủng hộ nhiều. Nói chung là cảm ơn mấy anh em rất là nhiều nha. Bây giờ em đi thôi. Chuyến xe này em đi khá là nhiều, nhiều nơi, và hứa hẹn là em đi có thể là tới khuya luôn mọi người. Nói chung là bữa nay đi hơi trễ do lên đơn cho anh em cũng hơi rối loạn nên đi hơi trễ, mong mọi người thông cảm. Em giao hàng cho anh em có thể khuya nha, có thể khuya luôn đó. Thì mong mọi người thấy được video này hết sức thông cảm ha. Thì AE, GA và Futura xanh, trong đó có GA là 460, còn hai kia là 450 nha. Anh em nào đam mê thì hãy liên hệ em 0948 932 417 nha. Ở đây đây đó, rất là nhiều pin đang chuẩn bị đợi anh em nè. Rồi bây giờ thì mình kết thúc video ha. Anh em nào thích yêu thương thì liên hệ. Pin thì em sẵn sàng để chở cho anh em tất cả các mọi miền đất nước đấy. Hàng thì chuẩn chỉ nha mọi người. Em chắc nãy cũng hơi ẩu cho nên nó nhìn cũng hơi kỳ ha, chắc này là chắc hơi ẩu, quá ẩu luôn. Không có kỹ lưỡng lắm, là tấm pin nó hơi bị thụt vô ha, lát nữa sửa lại. Thôi em xin chào mọi người, hẹn gặp mọi người những video lần sau nhé.